Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ thì có một số phương tiện ở phía trong cống đi ra ngoài cống nha các bạn. Thì có chiếc xà lan chở cẩu đâm ngang thế này thì cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Hiện tại thì có một số ghe gỗ chở dừa, khi mà họ thấy chiếc xà lan đâm ngang thế này thì bắt buộc những chiếc cây dừa phải lùi về phía sau nha các bạn. Bởi vì họ biết được là ghe gỗ mà va chạm với xà lan thì cũng giống như là trứng mà chọi với đá nha các bạn. Thì đến lúc này thì chiếc xà lan chở cẩu chuẩn bị đi vào cống nha các bạn. Thông thường thì những chiếc tàu kéo mà dìu dắt chiếc xà lan đi xuôi theo nước như thế này thì cũng rất là khó đi nha các bạn. Thì trên xà lan lúc này là lúc nào cũng có hai ba người để mà túc trực đứng hai bên góc của xà lan các bạn. Nếu mà có trường hợp mà xà lan va chạm với trụ bê tông thì họ luôn cầm cái trái động trên tay để mà họ chim vào nha các bạn. Nhìn nước chảy lúc này cũng còn khá là mạnh nha các bạn. Cuối cùng thì xà lan cũng đã lọt vào phía bên trong cống nha các bạn. Thì một góc của xà lan đã va chạm vào cửa cống nha các bạn. Mấy chiếc kia không đi theo ra hồi thổi ra luôn. Tàu kéo bắt buộc phải dừng lại đột ngột nha các bạn.
tình huống mà ghe sắt năm ngang thế này là cũng khá là nguy hiểm nha các bạn, bởi vì là có thể va chạm với những cái phương tiện ở sau đi lên, đặc biệt là những chiếc ghe gỗ thì họ không thể nào mà chống chọi lại những chiếc xà lan sắt như vậy. Thì tình huống mà hai chiếc xà lan hôn mỏ nhau cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Hiện tại thì cũng có khá nhiều là YouTuber đang tác nghiệp tại công viên cửa như các bạn.
Thì lúc này cửa cống đang đóng lại nha các bạn. Trường hợp này thì bắt buộc những chiếc xà lan phải lui về phía sau, chứ không thể nào mà tiến về phía trước được. Khi mà cửa cống đóng lại thì nỗi thất vọng luôn hiện rõ trên khuôn mặt của những chủ phương tiện nha các bạn.